Kính thưa quý vị, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Brahimi gặp Thứ trưởng Ngoại giao Syria tên từ Damascus, đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria, ông Lada Brahimi đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao ông Fazan Al-Midad và nhiều viên chức Syria khác tại Damascus. Ông Brahimi đã đi tới nhiều nước trong vùng để vận động sự ủng hộ và tham dự hội nghị hòa bình Geneva II, và Damascus là nơi dừng chân cuối cùng. Hội nghị hòa bình Geneva II đưa hai bên ngồi vào bàn hội nghị để đàm phán thành lập chính phủ chuyển tiếp nhằm chấm dứt chiến tranh Syria. Nhưng cuộc hội nghị này đang gặp nhiều trở ngại, liên tiếp bị trì hoãn và hiện nay vẫn chưa chắc chắn ngày họp sẽ là ngày 23 tháng 11. Đối lập chống lại lời kêu gọi của Tây Phương tuyên bố không tham gia hội nghị nếu không có cơ hội buộc Tổng thống Bashar al-Assad ra đi. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống al-Assad thì tuyên bố sẽ không chấp nhận bất cứ bản hiệp ước nào đòi người lãnh đạo của họ phải từ chức. Trong ngày thứ Bảy, ông Brahimi đã tới thủ đô Tehran để gặp giới chức Iran, là quốc gia đồng minh thân cận nhất của ông Bashar al-Assad, nói rằng Iran phải được mời tham dự hội nghị Geneva II. Sự tham dự của Iran sẽ bị nhiều nước Ả Rập chống đối. Nhiều binh đoàn dân quân tuyên bố họ sẽ coi những người đối lập Syria tham dự hội nghị này là thành phần phản bội.